ý thức. Hả? Mày làm trò gì thế hả cái thằng kia? Con nghe người ta đồn là mồm miệng của nhà giàu rất sang trọng, nên con muốn nhặt lên để xem thử nó ra làm sao. Mà nhìn mãi chả thấy. Thế ý mày là sao? Con đố bà, cái gì phải phá vỡ đi rồi mới dùng được nó ạ? Phá rồi thì dùng cái gì nữa? Đáp án là quả trứng. Câu tiếp nhá. Cái gì chỉ đi lên mà không bao giờ đi xuống? Làm gì có gì mà lạ thế? Dạ đấy chính là tuổi của con người ạ. À, con cứ tưởng mồm miệng của người giàu thế nào, hóa ra tiền thì chả thấy mà chữ cũng chả có. Con chả bà.